Quý vị thường chế biến bí ngòi như thế nào ạ? Bí ngòi nấu canh hay bí ngòi xào? Vậy bạn đã nghe thấy món bí ngòi nướng tỏi phô mai chưa? Đây là một món ăn rất mới ở Việt Nam, nhưng nếu ai đã một lần thưởng thức thì sẽ bị hấp dẫn ngay bởi mùi thơm thơm ngậy ngậy của món ăn này. Nguyên liệu một quả bí ngòi: phô mai parmesan 20g, tiêu 1/2 thìa cà phê, muối 1 thìa cà phê, bột tỏi 1/2 thìa cà phê, dầu ô liu. Bước 1. Cắt bí ngòi thành khúc dài khoảng 4cm. Bước 2. Trộn hỗn hợp phô mai parmesan, tiêu, muối, bột tỏi với nhau. Bước 3. Chuẩn bị khay nướng, trải giấy nướng lên khay. Sau đó xếp bí ngòi vào khay, dưới dầu ô liu lên. Bước 4. Rắc hỗn hợp phô mai, tiêu, muối, bột tỏi lên bí ngòi. Bước 5. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 175 độ trong 10 phút. Bước 6. Đặt khay nướng vào lò, nướng ở nhiệt độ 175 độ trong khoảng 15 đến 20 phút. Tiếp tục vặn lò ở nhiệt độ cao nhất khoảng 2 đến 3 phút, quan sát tránh để bí bị cháy. Một bánh nướng bí ngòi và phô mai này sẽ là ý tưởng mới giúp bạn chế biến bữa ăn một cách mới mẻ và an toàn. Không chỉ phù hợp làm món ăn kèm, món bí ngòi cũng hấp dẫn với các em bé kén ăn và hoàn toàn phù hợp nếu bạn dùng món này cho bữa phụ của bé.